Xin chào tất cả mọi người. Liệu bạn có đang gặp phải cái tình huống đó là mình muốn da mình trở nên trắng trẻo và mịn màng hơn, mặc dù là mình đã đầu tư những cái sản phẩm làm trắng da, nhưng mà mình bôi hoài tháng này qua tháng nọ nhưng mà làn da của mình nó không mấy cải thiện, hoặc là nó trông nó cứ xỉn màu, nó vàng vàng và nó còn tiết ra nhiều bã nhờn hơn, hoặc là lỗ chân lông mình cảm giác như nó to hơn. Nói chung là không có cải thiện. Và nếu bạn gặp phải những cái tình huống hoặc là bạn gặp phải cái trường hợp đó, thì trong video này Duyên sẽ chia sẻ là tại sao mà nó như vậy, và Duyên sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái cách mà các bạn có thể khắc phục cái tình trạng đó ngay tại nhà ha, để giúp cho cái làn da mình ngày càng đẹp hơn. Bây giờ chúng ta hãy đi vào nội dung chính. Sự việc gì thì chúng ta cũng phải tìm hiểu là tại sao nó như vậy. Có thể là bạn bè hoặc đồng nghiệp của chúng ta, chị gái của chúng ta, em gái của chúng ta bôi thì chúng ta thấy là da nó cải thiện, nhưng mà mình cũng mua đúng cái loại kem đó, mình cũng về mình cũng bôi thoa đều đặn đấy, nhưng mà nó vẫn không cải thiện. Thì sau đây là những cái nguyên nhân mà các bạn xem thử là mình mắc phải những cái nguyên nhân gì, thì bạn sửa đổi ngay tại cái điểm đó, thì Duyên tin chắc rằng là cái làn da của bạn nó sẽ thay đổi trong một thời gian ngắn. Cái nguyên nhân đầu tiên á, thì bạn chú ý cho Duyên đó là với những người mà họ quá chú ý đến làn da, họ chăm sóc da quá kỹ thì da họ cũng họ vẫn không đẹp. Vì sao mà chăm sóc da kỹ dẫn đến làn da nó không có đẹp? Bởi vì là khi mà bạn chăm sóc quá kỹ á, thì nó dẫn đến là gì? Cái hàng rào bảo vệ da nó làm mất cái tính năng tự bảo vệ, tức là mất cái tính năng vệ sinh da tự nhiên. Cho nên là nó dẫn đến là gì? Nó dẫn đến da nó cứ trở nên là xỉn màu. Và hơn ai hết, bản thân Duyên cũng đã từng bị cái trường hợp đó. Duyên làm mỹ phẩm mà, cho nên là trước đây khi mà mình chưa có kinh nghiệm ấy, mình muốn da mình sáng hơn, trắng hơn, và mình làm mỹ phẩm thì Duyên thử rất là nhiều loại mỹ phẩm, và Duyên cũng bôi rất là nhiều lớp ở trên da. Mình mong muốn rằng là mình bôi như vậy, bôi dày và bôi nhiều lớp để cái da mình nó cải thiện. Nhưng mà không ngờ là gì, một thời gian thì Duyên thấy rằng là da mình nó cứ nó xỉn màu. Và mãi sau này thì Duyên mới biết được là mình chăm sóc quá đà thì nó dẫn đến là cái hàng rào bảo vệ da của mình suy yếu. Và lúc này là gì, Duyên thay đổi thì Duyên thấy làn da của mình nó bắt đầu nó sáng, nó mập tông và nó mịn màng hơn. Cho nên nếu bạn đang gặp phải, bạn đang mắc phải cái sai lầm này, thì bạn nhớ là mình sẽ thay đổi ha, mình sẽ thay đổi. Và cái cách mà để mà mình thay đổi đó là mỗi đêm một tuần á, bạn nên cho da bạn nghỉ ngơi một lần, tức là buổi tối mình không bôi gì cả, ban ngày mình vẫn là sử dụng dưỡng da rồi kem chống nắng, nhưng mà buổi tối mình cho da mình nghỉ ngơi, mình chỉ có làm sạch vệ sinh rồi sau đó mình đi ngủ thôi ha. Rồi cái nguyên nhân thứ hai mà nó dẫn đến là bạn bôi hoài da bạn không sáng được, đó là gì? Đó là cái khâu vệ sinh của bạn á. Cái khâu vệ sinh da bao gồm là tẩy trang và sữa rửa mặt. Tại sao cái khâu vệ sinh da nó lại ảnh hưởng đến cái hiệu quả chăm sóc da? Cái thứ nhất, nếu mà bạn vệ sinh không kỹ thì nó sẽ ngăn cản những cái dưỡng chất khi mà bạn bôi thoa lên da, và đó là lý do nó làm cho cái hiệu quả dưỡng da của bạn không có. Và mà bạn biết rằng là cái da của mình á, cái dưỡng chất nó sẽ thẩm thấu qua hai cơ chế. Cơ chế thứ nhất đó là thẩm thấu qua lỗ chân lông, và cơ chế thứ hai là thẩm thấu qua cái lớp sừng của da. Và khi mà lỗ chân lông nó được thông thoáng thì nó mới hấp thu những cái dưỡng chất vào da tốt hơn. Còn nếu mà lỗ chân lông nó bị bít tắc thì nó dẫn đến là gì? Bạn dưỡng hoài nhưng mà dưỡng chất nó không đi vô bên trong để nó nuôi dưỡng da, mà lúc này là gì? Lúc này nó sẽ nằm hơi trên bề mặt da và có thể nó sẽ bay hơi, nó sẽ bị oxy hóa mất. Cho nên cái việc mà làm sạch da rất là quan trọng. Có thể là trong cái video tiếp theo thì Duyên sẽ chia sẻ những cái cách như thế nào để giúp bạn làm sạch da cho đúng cách, những sai lầm gì bạn mắc phải, bạn nhìn nhận ra và sau đó bạn thay đổi, thì Duyên tin chắc rằng là cái làn da của bạn nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Và một cái sai lầm nữa khi làm sạch da đó là bạn vệ sinh da quá kỹ. Có rất là nhiều người cũng nói rằng là da của chị là dầu tiết ra rất là nhiều, cho nên là đó là lý do mà mỗi ngày chị sẽ rửa mặt 3 lần 4 lần với sữa rửa mặt. Và khi mà chúng ta rửa mặt nhiều quá thì nó sẽ làm mất đi cái lớp lipid, đó là một cái lớp màng ở trên bề mặt da, nó sẽ bảo vệ da của chúng ta trước những cái tác nhân của môi trường ha. Cho nên là cái việc mà chúng ta rửa mặt quá nhiều với sữa rửa mặt nó cũng dẫn đến da của chúng ta quá khô, thì lúc này nó sẽ tiết ra nhiều dầu hơn. Nhiều người nói đến đây thì nhiều người bảo da khô làm sao mà tiết ra nhiều dầu, tức là cái cơ chế của da là cân bằng giữa dầu nước. Nếu mà chúng ta làm sạch da quá mức thì chúng ta lấy đi cái độ ẩm trên da nhiều, thì lúc này nó sẽ kích thích tuyến dầu tiết ra nhiều để nó bù lại cái lượng
độ ẩm mất đi. Cho nên cái việc mà làm sạch da kỹ nó cũng ảnh hưởng, nó cũng làm cho tổn thương cái lớp biểu bì da và dẫn đến là bạn dưỡng da nó cũng không có thu hết những cái dưỡng chất ở trong đó. Đấy, một cái nguyên nhân nữa mà nó dẫn đến là gì? Dẫn đến cái việc mà bạn dưỡng da hoài, da không sáng, đó là gì? Cái việc mà bạn ngủ không đủ giấc hoặc là bạn ngủ quá khuya. Ngày nay á, cái việc mà mạng xã hội ha, tức là ai cũng sử dụng hết, cho nên là mỗi tối là ai cũng cầm một cái điện thoại, và khi mà chúng ta lướt Facebook, chúng ta lướt TikTok, chúng ta quên đi cái thời gian mà chúng ta lẽ ra là phải đi ngủ, cho nên là nó dẫn đến gì? Da chúng ta sạm đen lại và mắt chúng ta thâm. Bởi vì là khi mà chúng ta ngủ đủ giấc thì những cái độc tố ở trong cơ thể của chúng ta nó được đào thải ra bên ngoài, nhưng mà chúng ta không ngủ thì độc tố nó sẽ bắt đầu, nó sẽ đào thải qua làn da của chúng ta, và nó dẫn đến là da của chúng ta nó không có sáng đẹp tự nhiên, mà lúc này nó sẽ trở nên xỉn mọc và nó cũng ảnh hưởng đến cái làn da của chúng ta trong cái quá trình chúng ta chăm sóc da. Một cái nguyên nhân nữa đó là cái việc mà chúng ta bổ sung những cái dưỡng chất cho da. Duyên thấy rằng là có rất là nhiều người ha, họ bỏ tiền vài chục triệu để họ mua những bộ mỹ phẩm đắt tiền về dưỡng, nhưng mà không có chú ý đến cái việc là chăm sóc nuôi dưỡng từ bên trong. Mọi người cứ hãy tưởng tượng rằng là một cái cây, một cái bông hoa hồng, nó nở ra, nó rất là tươi, nó rất là đẹp, nó thơm, nhưng mà thật sự nó được nuôi dưỡng bởi cái gốc. Cho nên ý của Duyên nói ở đây đó là mọi người hãy chăm sóc từ bên trong. Khi mà những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta nó khỏe mạnh thì cái làn da của chúng ta nó mới được bật sáng, nó mới được khỏe, và nó mới thay đổi cái vẻ bề ngoài cho chúng ta, nó giúp cho bên ngoài của chúng ta trở nên tươi tắn hơn. Rồi cho nên là mọi người nhớ rằng là hãy ngủ sớm và nên ngủ trước 11 giờ ha. Trước đây thì Duyên khuyên mọi người là nên ngủ trước 10 giờ, nhưng mà bây giờ thì ngủ trước 10 giờ rất là khó. Nó chỉ là gì? Nó chỉ áp dụng cho một số người thôi, còn đa phần là chị em phụ nữ là thường là ngủ trước 11 giờ là được rồi. Rồi, một cái nguyên nhân nữa mà các bạn muốn da sáng bạn hãy thay đổi ngay đó là sử dụng kem chống nắng ha. Cái kem chống nắng á, nó sẽ giúp bảo vệ cái làn da của chúng ta trước những cái tác hại này, không những là ánh nắng mặt trời này ha, tác hại của vi khuẩn virus từ môi trường tấn công vào da, ô nhiễm rồi khói bụi bẩn này, rồi bụi bẩn này, rồi là khói xe đó, nó sẽ bám vô da của chúng ta. Nếu trên da của chúng ta có một lớp chống nắng thì nó sẽ bảo vệ an toàn cho làn da của chúng ta hơn. Rồi một cái điều nữa mà chị em lưu ý đó là gì? Xem lại cái dòng kem dưỡng của mình á. Bởi vì là nhiều người nghĩ rằng là ô kem của chị là kem làm trắng rồi đó, nhưng mà tại sao chị bôi nó không có trắng? Tức là cái hoạt chất làm trắng nó quá nhẹ. Và có nhiều người á, có nhiều người có cơ địa mình rất là nhạy nắng. Ví dụ như Duyên đây nè ha, Duyên là làn da ngâm, cho nên mỗi khi mà Duyên đi du lịch về á là mọi người biết là tay nè, cổ nè, da mặt nè đen, tức là sạm hết luôn, da chân rồi sạm hết luôn. Cho dù là mình đã che chắn, mình đã bảo vệ da rất là kỹ nhưng mà vẫn sạm như thường. Và Duyên, khi mà Duyên hỏi ra rất là nhiều khách hàng của Duyên đều bị như vậy, chứ không phải là mình ấy. Cho nên với những cơ thể mà nhạy nắng thì nó sẽ bắt nắng nhiều hơn, và lúc này mọi người xem lại cái nồng độ hoạt chất, xem thử nó có đủ để nó ức chế cái men tyrosinat, nó tham gia vào cái quá trình tạo ra hắc sắc tố hay không. Cho nên là từng cái yếu tố một nó ảnh hưởng đến làn da của chúng ta. Rồi một cái yếu tố nữa mà Duyên muốn chia sẻ đó là gì? Cái công việc của mọi người á, tức là gì? Có nhiều người thì làm việc ở văn phòng, nhưng mà đâu đó cũng có rất là nhiều người họ phải đi ra ngoài, họ phải là gì, làm việc nhiều ở ngoài nắng, thì lúc này chúng ta rất là khó để chúng ta có được một cái làn da sáng. Mặc dù là chúng ta đã dưỡng da, nhưng mà nói như vậy không phải là không có cách chúng ta cải thiện cái vấn đề đó bằng cách là chúng ta dùng đúng sản phẩm hoặc chất nó phù hợp, và sau đó là gì, chống nắng, bảo vệ, che chắn kỹ, thì cái việc mà sạm da nó sẽ hạn chế xảy ra hơn cho chị em. Một cái điều cuối cùng nữa mà Duyên thấy đó là rất là nhiều người quên ha, đó là cái việc mà uống đủ nước cho cơ thể. Bởi vì là cái làn da của chúng ta nó được cung cấp ẩm cuối cùng, tức là sau khi mà chúng ta uống nước xong, nó sẽ bổ sung nước ở những cái cơ quan bên trong, và làn da của chúng ta là cơ quan cuối cùng tiếp nhận nước. Cho nên cái việc mà chúng ta uống nước ít, nó sẽ không đến được ở bên ngoài da, và nó dẫn đến là da chúng ta bị khô róc. Và lúc này mọi người dưỡng da thì nó sẽ không có thẩm thấu. Rất là nhiều người nói rằng là da chị khô, chị bôi lên một cái là nó thấm liền thôi, cho nên là dễ thấm lắm. Không phải như vậy, vì là giống như hồi nãy Duyên có chia sẻ rằng là cái làn da của chúng ta nó thẩm thấu qua hai cơ chế. Cơ chế thứ nhất đó là lỗ chân lông, và cơ chế thứ hai đó là cái lớp sừng của da. Nếu mà lớp sừng nó ẩm mượt, nó ẩm ướt thì nó sẽ trương nở, và lúc này nó sẽ ngậm
những cái dưỡng chất mỹ phẩm chúng ta bôi. Còn nếu mà cái lớp sừng của chúng ta nó khô ấy, thì khi mà chúng ta bôi vô nó không có vô, nó không có thấm vô trong những cái tế bào sống, mà nó thấm vô những cái tế bào mà sắp bong ra, cho nên là dẫn đến là gì, chúng ta dưỡng nhưng mà nó không có đạt được cái hiệu quả. Đó là những cái lý do, đó là những cái nguyên nhân chính mà dẫn đến cái việc là dưỡng da, dưỡng hoài, da vẫn không sáng. Và Duyên cũng đã từng gặp cái tình trạng đó rồi, cho nên nếu ai đang gặp cái tình huống này thì mọi người nhớ là xem lại và xem thử đâu là cái điều mà mình đang mắc phải, mình thay đổi ở chỗ đó, thì Duyên tin chắc rằng là cái làn da của chị em nó sẽ thay đổi khi mà chị em siêng năng dưỡng da. Ồ, một cái điều nữa mà Duyên muốn nói thêm, đó là cái thái, gọi là gì, cái tinh thần nha mọi người. Tại vì Duyên thấy rằng là ngày nay á, ai cũng chịu cái áp lực cuộc sống, kiếm tiền, không những là đàn ông mà cả phụ nữ như chúng ta cũng áp lực vấn đề về lao động, về kiếm tiền. Cho nên chúng ta hãy điều tiết, đừng có để cái cơ thể mình nó bị stress trong thời gian dài, thì chúng ta rất là khó để chúng ta có được một cái làn da mịn màng lắm. Mặc dù là có rất là nhiều người Duyên biết rằng là các chị em có điều kiện, nhưng mà tại sao mà không có được một cái làn da đẹp là bởi vì cái công việc nó quá bị stress đấy. Đó là những cái điều mà Duyên muốn chia sẻ để giúp cho chị em chúng ta là gì, khi mà chúng ta dưỡng da hoặc là chúng ta làm một cái điều gì đó mà nó không có đạt như cái mong muốn mà chúng ta mong đợi, thì chúng ta hãy quay lại, chúng ta phải tìm hiểu nó vì sao như vậy. Bởi vì một việc á, nó do với rất là nhiều những cái yếu tố nó xảy ra ha, chứ không phải là do một yếu tố nó tác động. Nó có rất là nhiều những yếu tố nó tác động đến làn da, đến sức khỏe, đến mái tóc, đến rất là nhiều cái thứ đó. Cho nên là mọi người hãy xem lại cái video để chúng ta biết được và chúng ta điều chỉnh. Thì đây cũng là một trong những cái mà Duyên đã mắc phải và Duyên muốn chia sẻ để giúp cho mọi người biết cách rồi chăm sóc da như thế nào để đỡ mất thời gian và tiền bạc của mọi người. Duyên xin chào và hẹn gặp lại tất cả chị em chúng ta trong những cái video chia sẻ lần sau. Xin chào. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Trương Mỹ Duyên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy bấm vào hình tròn ở giữa đăng ký kênh hoặc xem các video tiếp theo ở bên trái hoặc bên phải của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.